Ngày 28 tháng 3, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Trà Ôn bắt quả tang hai phương tiện đang dùng máy công suất lớn hút cát trái phép trên sông Hậu, thuộc thủy phận xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn. Hai phương tiện bị bắt giữ gồm một ghe gỗ do Trịnh Văn Cường, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng làm chủ và một xà lan sắt do Lê Văn Điệp, ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long làm chủ. Cả hai phương tiện đều không có mang số hiệu. Tại thời điểm kiểm tra, mỗi phương tiện đã hút được hơn 12 mét khối cát và chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát sông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ hai phương tiện trên. Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Trà Ôn và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện đã bắt giữ và xử phạt 10 trường hợp vi phạm lĩnh vực khai thác cát sông không phép, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng.